Xin chào anh em nha. Hôm nay Thanh Tú xin giới thiệu với anh em một cái chiếc đài radio đến từ thương hiệu Sony anh em. À, Sony nè. Nó thiết kế kiểu dáng rất là đẹp, rất là hầm hố nha anh em. Nó có dây đeo nữa nè anh em. Cái dây đeo này khi mình thu lại thì mình thành làm cái quay sách. Còn khi mình xả ra nè anh em, ở đây nó có cái chế độ xả ra nè thì mình trở thành dây đeo nha anh em. Đó. À. Cái cố định của nó nè. Đó, hai cái nè, nẹp lại, dây còn rất là mới luôn ha. Rồi nó anten này thấy là một cái anten giấu, khi mình thụt xuống nó xuống là nó, khi mình xài mình ấn xuống, khi không xài mình ấy mình kéo lên đó, rồi mình có thể kéo giãn ra dài nữa nè anh em. Đó. Đó, anten nó là anten giấu nha. Rồi thì con đài rất là đẹp, radio nó có ba băng sóng anh em, AM, FM và SW ha. Đồng hồ vuông nó đây, nó thiết kế trong cái mặt tròn này rất là ấn tượng luôn anh em. Ở đây nó có hai bóng đèn, nó báo tín hiệu sóng, và khi mình bấm nút like chỗ màu vàng này nè thì nó sẽ sáng đèn lên khi mình mà sử dụng. Đây là chỉnh băng tần AM FM SW ha. Còn đây là cái mặt hiển thị hẹn giờ để mà mở tắt ha. Nè, chế độ hẹn giờ nó nằm ở đây. Rồi tuning nó nằm ở đây nè, chỉnh số nè ha, chỉnh đó, mình chỉnh lên chỉnh xuống như thế này, hoặc mình có thể bấm nút này thì nó dăng ra, mình có thể xoay nè anh em, nó ha, mình có thể xoay rất là dễ luôn ha. Rồi đó, rồi đây là hẹn giờ, đây là Thanh Tú nghĩ cái này là chắc đựng tai nghe quá hay là cái gì cũng không biết ha. Rồi đây là volume, đây là chép, đây là bass ha, có hai bass chép riêng biệt, đây là low neck ha. Rồi trên đây là tất cả các phím chức năng, đây là nút đỏ này mà power với báo nguồn. Con này nó có cái mã model là Sony ICF5600 nha anh em. Ở đây nó có đóng cái chữ này nè, một cái tem nó rất là giá trị luôn, quay cận cảnh nè, nó bằng inox anh em, không biết cái ký hiệu nó như là cái gì. Ở đây nó có hai cái thanh viền inox rất là giá trị luôn. Bên đây có cái thanh viền inox đó nè. Đó. Rồi quay ở phía trên đây nó có thanh nhôm nha anh em. Thanh nhôm. Rồi, Thanh Tú xin nghiêng cho anh em xem nè. Bên đây là các cổng kết nối nó nằm ở đây nha. Chữ nó hiển thị trên cái thanh này. Nha. Con này nó có cổng AUX kết nối, con này có thể chạy DC 6V nữa nha anh em. Thì Thanh Tú có gắn pin nè. Đó. Ở phía sau của nó rất là đẹp luôn. Đây là kết nối anten ngoài. Ở trong đây nó có một cái gì nữa nè anh em, không biết luôn ha. Đó. Rồi đây nó có đóng chữ Sony. Rồi pin nè anh em, anh Tú gắn 4 viên pin trung để test chức năng pin cho anh em luôn. Đó. Rồi sơ lược là như vậy. Có dây đeo rất là đẹp luôn. Bây giờ anh Tú xin test trước tiên đó là radio AM, MW là AM nè. Rồi chỉnh nha anh em. Đồng hồ vu lên nè. KHz. Pin Thanh Tú test nhiều lắm rồi cho nên nó yếu lắm. Cuộc sống thốt làm còn ho lụ khụ nữa, mình chán lắm mông ra. Bây giờ là bà chê tôi già, bà chê tôi xấu đúng không, bà chán tôi rồi đúng không? Đúng thế mà ngày xưa ai bảo tôi là phối hợp với sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, củng cố sửa chữa đường nông thôn bị hư hỏng, sụt lún, xây cột cờ, xây dựng phường đô thị văn minh, giao lưu văn hóa, văn nghệ với đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương. Từ ngày 25 đến ngày 30. Rồi bây giờ Thanh Tú xin lấy pin nha anh em. Lấy pin ra để mà test điện AC nha. Pin nó yếu lắm mà. Nó không có còn mạnh như là bình thường. Rồi lấy pin nha anh em. Lò xo pin nó rất là mới luôn. Nó có cái mã số sơ ghi là 125165. Rồi
Bây giờ Thanh Tú xin test điện DC nha anh em. Đây Thanh Tú có chuẩn bị điện DC đây. Đó, con này chạy 6V nha. Mình cắm nó đây. Phần cung đi. Quý khán giả và các đồng chí vừa theo dõi phần tin về các hoạt động đã bật của lực lượng vũ trang quân khu 9. Trang tin này có thèm tiền đến mấy. Mình lên hoa giấy đem ra thừa. Những người chúc bằng hơn 40 ngôn ngữ. Nếu bạn có mặt ở đây và đem ra thừa thì bạn có thể đưa tay lên. Đó, ép em nè. Em thì mình kéo con tên lên nó mới hoạt động được, nó mới bắt sóng mạnh anh em. Rồi bây giờ Thanh Tú chỉnh nha. Con này FM 90 thôi, Thanh Tú đã nâng lên 108 rồi. Bây giờ trở về số 76 nè. Đó, 76 nha. Rồi Thanh Tú chỉnh lên nè. Nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Ủy ban Nhân dân thị xã Gò Câu đang triển khai kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp với tổ chức Tết Quân dân năm 2024. Đây là hoạt động duy trì hàng năm khi xuân về Tết đến nhằm phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết. Em nhỏ tuổi đời còn xa, xuất quê người niềm vui chẳng. Xem xét nhiều rồi mà, và phải điều động và phân công cho cụ thể những chức năng ý mà phải giải quyết để cho nó kịp thời để đảm bảo với thầy. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua nhiều thông tin đáng chú ý về giao thông, về đời sống, dân sinh kinh tế và sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế, 11 hoạt động cấp quốc gia, 164 sự kiện hoạt động do 41 tỉnh. Bo re mi re do. U là trời. Cha mẹ là Kiên Giang 90.4. Em thấy anh có sống sai sống. Và phát triển xã hội như phong trào đã được nhiều gia đình tích cực hưởng ứng thực hiện mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Đây là 1.2.7 nè nghe anh em. Đó, 1.2.7 đó. Tiếp theo. Như vậy là full sóng nha anh em, 1.2.7 rồi đó. Rồi bây giờ chuyển về SW nè. Đó. Tembok yang kokoh dan megah. Tembok ini membentang sepanjang lebih dari 2.5 km. Rồi như vậy thì Thanh Tú đã test AM FM SW hoạt động hoàn hảo nha anh em. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test lay in anh em này. Con này nó có cái cổng lay in rất là hay luôn. Đó, mình cắm đây nè. Nó có ghi chữ AUX nè. AUX in. Rồi. Bây giờ Thanh Tú xin cắm điện thoại nha. Mở nguồn lên. Lớn quá. Rồi. Tắt nè. Mở nè. Rồi.
vì đâu ta cách xa nhau rồi, biết làm sao em nói đây. Không trách là tại anh mà mơ xa vời. Một chút xíu nó sẽ tự động tắt. Rồi như vậy thì Thanh Tú đã test hoàn hảo một con đài radio có chức năng AUX cắm line hát điện thoại rất là hay luôn. Đó. Rồi bây giờ xin mời anh em giao lưu với Thanh Tú qua số điện thoại 0919073813 hoặc là kết nối Zalo nha anh em. Đó, kết nối Zalo để Thanh Tú gửi cho anh em hình ảnh chi tiết Thanh Tú có chụp lại đó. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn anh em đã tham gia cùng với Thanh Tú xem những cái chiếc đài Thanh Tú test vào những buổi chiều để mình chơi lại về quay về những cái kỷ niệm xưa đó. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Xin chào nha.